Loài côn trùng này bẫy con mồi bằng cách đào hố cát và kéo con mồi xuống cát. Đó chính là kiến sư tử, cái bẫy chết chóc của thiên nhiên. Kiến sư tử hay còn gọi là cúc hay cút là một họ côn trùng thuộc bộ cánh gân. Chúng là giai đoạn ấu trùng của một loài côn trùng bay, không giống như dạng trưởng thành vô hại của chúng, kiến sư tử là loài săn mồi. Chúng bắt đầu bằng việc đào một cái hố hình phễu trên cát khô, xốp, nơi sẽ trở thành một cái bẫy và chúng sẽ vùi mình xuống đáy bẫy, chỉ hở hàm sau đó chúng kiên nhẫn chờ đợi con mồi không nghi ngờ gì sẽ xa vào bẫy khi kiến hoặc côn trùng nhỏ khác chui vào hố chúng sẽ hành động ném cát vào con mồi khiến nó trượt về phía trung tâm sau đó chúng tóm lấy con mồi dùng bộ hàm sắc nhọn của mình để tiêm nọc độc khiến con mồi bất động nạn nhân bất lực sau đó bị kéo xuống dưới cát và thành bữa ăn của chúng đây là một trong những chiến lược săn mồi độc đáo trong thế giới động vật